Những anh em nào mà chúng ta nhậu xong chúng ta bị nhức đầu này, bị chúng ta bị mệt mỏi này, chúng ta bị nôn nao, chúng ta buồn ói, chúng ta khó chịu vào ngày hôm sau, thậm chí là chiều hôm sau đấy, thì đây là cái giải pháp dành cho tất cả chúng ta. Thì hôm nay á, là mình đang ngồi ở đây cùng với một cái bạn, đó là bạn Kim Trung. Bạn trước đây là một phần đó là đô bạn không được lớn, và thứ hai đó là bạn uống xong là ngày hôm sau là bị mệt mỏi, bị nhức đầu, làm cho mình không có năng lượng để làm việc, người rất là uể oải và khó chịu. Và sau đó thì mình có đưa cho bạn Kim Trung sử dụng đó là sản phẩm nghệ mùa thu quần đảo Ikonawa đến từ Nhật Bản. Đây cái gói này. Thì sau khi mà bạn đã dùng xong một cái gói đầu tiên, bạn đã có một cái thay đổi rất rõ rệt. Thì bây giờ chúng ta cũng sẽ hỏi bạn Kim Trung ha. Thì Kim Trung cho anh hỏi là trước đây thì đô của em bao nhiêu lon, và khi mà em uống rượu bia xong thì thường em có những cái triệu chứng gì? Trước đây á, thì mình chỉ uống, có nghĩa là bình thường em đi nhậu á, là em toàn uống coca thôi. Nhưng mà cái dịp đặc biệt nào đó như đi đám cưới á, thì em sẽ uống bia. Nhưng mà có nghĩa là chỉ được một lon thôi, nhưng mà phải uống Tiger bạc nha. Như 333 là Hà Nội là không uống được, bởi vì nó nặng quá. Bởi vì là có nghĩa là sau khi mà uống xong thì chỉ cần nửa tiếng sau thôi là mặt sẽ đỏ và đầu sẽ đau, và chúng kiểu là chỉ muốn đi nằm thôi. Đó, có nghĩa là thì ngay cái hôm mà đám cưới của anh thì anh có gửi đấy đúng không, thì em uống xong á, thì ngay sau mà uống như vậy thì có nghĩa là mình uống 3-4 lon, 5-6 lon luôn ngay hôm đó luôn á. Là có nghĩa là mình không bị đau đầu mà không bị say, có vẫn tỉnh nhá, chỉ là no thôi. Chỉ là no và nóng cái mặt thôi, chứ không bị say. Mà không kiểu là ví dụ như bình thường mình say là mình sẽ rất là đau đầu và mình sẽ thấy choáng váng đúng không, mình sẽ muốn đi nằm. Nhưng mà bây giờ là mình chỉ no và mình chỉ nóng mặt thôi, mình vẫn ngồi uống được. Không uống được là mình chỉ cứ đi tiểu lại uống tiếp, đi tiểu lại uống tiếp. Rồi. Và sáng ngày hôm sau em dậy là em chắc chắn là không bị đau đầu nữa. Bởi vì là bình thường là em uống xong là 9 giờ em mới dậy, nếu mà uống rượu buổi trước không tức á. Nhưng mà ngày hôm sau là đúng 6 giờ em dậy luôn. Dậy còn sớm hơn mọi khi, bởi vì nó kiểu gì. Với lại là không biết là cái sản phẩm này thì nó có về tác dụng gì về dạ dày không anh? Chứ em thấy là đó. Cảm giác là có đúng không? Em thấy cảm giác là cái dạ dày em nó khỏe hơn. Nó khỏe hơn trước rất nhiều luôn. Và tính ra là đến thời điểm này em mới uống có mấy gói thôi. Nhưng mà cái dạ dày của em có nghĩa là khi mà ăn hải sản ấy, nó không bị âm nữa. Có nghĩa là bình thường em ăn hải sản, thường thường người ta ăn hải sản với tiết canh á, là người ta phải uống rượu. Nhưng mà em thì em không uống rượu được mà. Nên là em chỉ uống nước ngọt thôi. Thì khi mà ăn hải sản hoặc là ăn tiết canh á, là em hay bị, có nghĩa là nó không bị đau bụng đâu, nhưng mà nó hơi âm thôi. Hơi âm và nó một lúc sau là đi ngoài. Thì cái này là em không bị tình trạng nữa. Rồi. Nhưng mà cái sản phẩm em thấy, em thấy hay nhất một cái là bây giờ á, là khi mà đi gặp bạn bè thì mình cũng không ngại nữa. Bởi vì là mình không uống được, nhưng mà mình uống 1-2 lon, nhưng mình không bị như ngày xưa là kiểu uống xong là sẽ bị mệt mỏi và muốn nằm luôn. Còn bây giờ là mình uống 1-2 lon, mình vẫn có nghĩa là mình vẫn đỏ mặt, vẫn bừng bừng đấy, nhưng mà người không mệt, nghĩa là em không cảm thấy say nữa. Rồi. Bình thường là em uống xong là em muốn đi ngủ à, nhưng mà bây giờ uống xong là em vẫn có thể thức nói chuyện được. Rồi. Vẫn có thể uống thêm được, hoặc là sáng ngày hôm sau là em thức dậy là nó không hiểu là nó tỉnh táo lắm anh. Nó không bị đau đầu lúc mà ngồi dậy nữa. Ok, em biết vì sao cái sản phẩm này nó có một cái tác dụng như vậy không? Bởi vì là trong cái sản phẩm này nó chiết xuất là 100% từ nghệ mùa thu của đảo Ikonawa. Và trong này người ta có khoảng 30-40mg, nó là curcumin chất lượng cao. Đó là được trồng theo tiêu chuẩn organic, và người ta dùng công nghệ người ta bào chế ra để lấy 30-40mg, đó là curcumin. Thì curcumin ấy, là người Nhật người ta đã có một cái nghiên cứu về chứng minh lâm sàng ấy, đó là trên chuột và trên người luôn. Là khi mà con người chúng ta uống rượu bia vào ấy, thì nó sẽ tạo ra một cái phản ứng và tạo ra một cái chất gây say gọi là acetaldehyde. Thì cái chất gây say đó thì nếu mà ở trong lá gan bình thường, nếu mà chúng ta uống một lượng nhỏ thì lá gan nó đào thải thì chúng ta không vấn đề gì hết. Nên chúng ta uống, ví dụ như em uống khoảng ly hay là nửa ly thì mình thấy bình thường đúng không? Nhưng khi mà mình uống khoảng tầm 2 lon, hay là những người đô lớn hơn 10 mười mấy lon hay là một thùng chẳng hạn, thì khi mà chúng ta có một lượng acetaldehyde đó nó quá nhiều đấy, thì gan chúng ta nó không đào thải hết được, thì nó vẫn còn giữ lại ở trong cái lá gan của mình ấy. Thì khi mà giữ lại ở trong đó thì nó bắt đầu nó sẽ ngấm vào máu, và từ máu nó bắt đầu đưa lên trên hệ thần kinh của mình ấy, lên trên não của mình. Thì khi mà lên trên hệ thần kinh thì bắt đầu nó làm cho chúng ta bị đau đầu, mình bị mệt mỏi, mình bị khó chịu, rồi mình bị buồn ói, và mình không ngủ, không có nghĩa là mình sẽ có những cái tình trạng khó chịu giống như là việc mà mình bị ngộ độc ấy, đúng không? Bởi vì nó là độc tố, nó tác động lên thần kinh đấy. Thế thì khi mà cái sản phẩm này vô đấy thì nó là có hàm lượng curcumin. Thì curcumin nó có một cái tác dụng, đó là gia tăng tốc độ phân hủy acetaldehyde, và nó cũng giúp cho lá gan nó đào thải cái độc tố qua gan nó nhanh hơn, mạnh mẽ hơn. Và đó là lý do tại sao khi mà mình uống cái này đấy thì sáng ngày mai mình tỉnh dậy, mình sẽ không còn bị nhức đầu, mình không còn bị mệt mỏi, mình không còn bị khó chịu, và mình có thể dậy rất sớm, bởi vì lá gan nó đào thải độc tố, mình dậy mình sảng khoái thôi.
đúng không? Thì đó là cái cơ chế hoạt động của cái sản phẩm này. À, giống như lúc nãy em có nói là nó có dạ dày ấy, bởi vì curcumin là có tính kháng viêm rất là cao, tính kháng viêm rất là cao, thì nó sẽ tạo thành một cái lớp niêm mạc ở trong dạ dày. Ví dụ như trước đây là mình hay bị đau bụng hay là bị tiêu chảy ấy, thì có thể là cái dạ dày của em có những cái ổ viêm. Thì khi mà những cái ổ viêm đó thì mà mình uống rượu bia vô thì bắt đầu nó sẽ tác động vô những cái đó, thì nó làm cho mình dễ bị tiêu chảy thôi. Thì cái này nó có tính kháng viêm, nó giúp cho bao phủ lớp niêm mạc, và nó có tính kháng viêm và nó nhanh lành vết thương nữa, thì nó làm cho cái ổ viêm đó nó có thể nó đã được phục hồi. Ví dụ như tình trạng của mình đang nhẹ, mình uống mấy gói là mình đã thấy cái hiệu quả nó rõ ràng về phần dạ dày. Và đó là lý do vì sao là mình sau đó thì mình không còn cái tình trạng đó là mình bị đau bụng hay là đau dạ dày em. Rồi, thế thì cái sản phẩm này á, nó uống vô nó có những cái công dụng gì? Thứ nhất là nó giúp cho gan của mình đào thải cái độc tố ra thì bảo vệ cái lá gan. Bởi vì sau khi mà uống rượu bia là nếu mà lượng nhiều mà thường xuyên ấy, rất dễ bị những cái về xơ gan đúng không? Những cái viêm liên quan đến về xơ, thì cái này có tính kháng viêm đó, và nó giúp đào thải độc tố nhanh. Cái thứ hai đó là nó kháng viêm ở trong dạ dày và giúp cho dạ dày chúng ta nó cũng sẽ hồi phục nhanh hơn nếu mà chúng ta có những cái ổ viêm. Thì đó là một cái rất hay, cái thứ hai. Và cái thứ ba của cái sản phẩm này đó, vì cơ chế lúc nãy đó là khi mà độc tố nằm ở lá gan, nó ngấm vào máu và đưa lên não đúng không, là lên thần kinh. Thì mình để ý là thấy những người mà nhậu thường xuyên ấy, thì sau một thời gian tay họ bị rung như thế này. Đó là hệ thần kinh nó bị tổn thương do độc tố nó gây lên. Thế thì bây giờ là khi mà uống cái này đấy thì làm độc tố nó không lên được thần kinh của mình nữa, thì lúc đó nó bảo vệ được cái hệ thần kinh của mình. Thì đó là ba cái công dụng rất lớn đối với cái sản phẩm này khi mà chúng ta nhậu rượu bia thường xuyên. Còn ví dụ như em là lâu lâu mới nhậu lần ấy, thì mình chỉ cần thủ gói này lâu lâu mình mới uống. Còn nếu mà dạ dày mình có vấn đề thì mình có thể sử dụng nó hàng ngày. Còn không thì khi nào mình đi nhậu mình uống cái này, thứ nhất vừa bảo vệ lá gan, thứ hai vừa bảo vệ dạ dày, và thứ ba bảo vệ là cái hệ não bộ của mình luôn. Đấy, thì đây là cái sản phẩm nó rất hay, nó ở chỗ đó như vậy. Và cái này là bọn anh nhập khẩu từ Nhật Bản, từ vùng đảo Okinawa của Nhật Bản. Nói chung là bây giờ em đi nhậu em uống bia, em giống như kiểu uống nước lọc rồi. Ngày xưa là em rất là ngại luôn, cứ uống xong là uống một lon xong là đỏ mặt và kiểu chóng mặt với mệt đấy. Nhưng mà bây giờ uống xong cảm giác là giống kiểu là uống như uống nước lọc vậy. Cùng lắm là mình chỉ hơi bị nóng mặt một tí thôi, hoặc là buồn tiểu thôi. Rồi. Chứ không bị cái kiểu là mệt muốn nằm ngủ. Rồi. Và không sợ cái việc là sáng ngày hôm sau dậy không được nữa. Bây giờ uống kỳ thoải mái luôn. Ok. Không nhớ, đó đi về Tân Kỳ Nghệ An tao ơi, uống có trời luôn. Nhưng mà bây giờ khác xưa rồi, bây giờ về nhà ngoại là uống được hết luôn. Bây giờ không là không lo nữa đúng không? Em uống 2-3 ngày liền mà ngày nào cũng mười mấy ly rượu mà uống được luôn mà. À, okay. Bây giờ không sợ nữa. Mà ngày, có nghĩa là hôm đấy là buổi trưa, ngày hôm đấy là Tết Niên, thì em uống đến 2 giờ chiều luôn. Uống từ 11 giờ mà đến 2 giờ chiều luôn. À. Nhưng mà em uống xong em về nhà như bình thường là em sẽ lăn em ngủ mất tích luôn. Nhưng mà em vẫn không ngủ, em vẫn tỉnh chứ. Em cứ vẫn tỉnh, em cứ đi làm mà vào, nhưng có nghĩa là mình vẫn nói nhiều, cái thì nó vẫn là nói nhiều, nhưng mà mình không bị đau đầu, cái bị buồn ngủ đấy là cứ nói hoài, nói đến hồi hết hè luôn. À. Ok, hay quá. Em thấy sản phẩm này hay. Dạ. Vậy thì bây giờ với một cái người mà em đã từng dùng sản phẩm này đấy, thì có rất nhiều người họ đang quan tâm cái sản phẩm này này, nhưng họ vẫn đang còn rất là e ngại, họ lo lắng không biết là có đúng như những gì mình quảng cáo, đúng như những gì mình nói hay không. Thì với một người em đã dùng sản phẩm này, đã có những cái trải nghiệm rất rõ ràng, thì em có cái điều gì em muốn chia sẻ với mọi người hay không? Dạ, ok anh, thì nói chung là nếu mà mọi người mà cảm giác như kiểu là mình chưa ok lắm thì mình có thể uống. Bởi vì em thấy là nếu mà những người mà nhậu mà bị nhem á, đau đầu và mệt á, thì uống thử một gói là đã thấy hiệu quả. Đấy, nếu mà mình chưa tin thì mình cứ uống thử một hai gói. Bởi vì là tính ra là từ cái thời điểm mà em uống cái sản phẩm này đến giờ là em mới uống có mấy gói mà. Bởi vì em không bị đau dạ dày, em chỉ bị say thôi. Rồi. Em bị say nguội thôi. Cho nên là em mới uống có mấy gói. Nên là mọi người cứ yên tâm uống. Nếu mà mọi người chưa tin thì mọi người có thể uống trước một hai gói để mình cảm nhận đã, rồi mình, nhưng nếu mà có điều kiện thì em nghĩ là nên uống cái này hàng ngày. Bây giờ em là cứ uống hàng ngày để cho cái dạ dày nó ok. Bởi vì là khi mà ban đầu em uống là mục tiêu là em muốn uống là để cho nó kiểu là mình uống được nhiều hơn, nhưng mà bây giờ em uống vô rồi em cảm giác là cái vấn đề uống nhiều hơn không quan trọng, cái quan trọng là khi uống nó không bị vấn đề gì đấy thì nó mới quan trọng, và cái dạ dày nó đỡ đau là nó quan trọng. Thế nên là mọi người mà muốn cảm nhận thì mọi người uống một hai gói trước. Rồi. Đó nên là ok dạ. Ok, cảm ơn Trung Trung rất nhiều đã có những cái chia sẻ với tất cả những anh chị em. Và bây giờ anh chị em chúng ta muốn mua cái sản phẩm này á, hãy để lại tên số điện thoại dưới video này. Em bắt cho bạn ạ.
À, và nếu anh chị chúng ta muốn mua cái sản phẩm này, chúng ta hãy để lại tên số điện thoại dưới đoạn video clip này để mà Linh cùng với đội của mình sẽ liên hệ và tư vấn cho anh chị chúng ta về cái sản phẩm nghệ mùa thu đến từ vùng đảo của Ikonawa, sẽ giúp anh chị chúng ta đào thải độc tố qua lá gan của mình, giúp chúng ta có bảo vệ cái dạ dày của chúng ta và bảo vệ cái hệ thần kinh của mình. Đặc biệt đó, sáng tỉnh dậy chúng ta không còn bị nhức đầu, mệt mỏi hay khó chịu hay buồn nôn, cái tình trạng về say nguội. Và nếu anh em nào mà chúng ta đô yếu thì cũng giúp chúng ta tăng đô lên, đặc biệt là các chị em của chúng ta. Và hãy để lại tên số điện thoại dưới đoạn video clip này để được Linh cùng với đội ngũ của mình sẽ liên hệ và tư vấn cho tất cả anh chị chúng ta nhé. Cảm ơn tất cả anh chị em rất nhiều.